Nơi đây là điểm du lịch mang tính địa lý, danh thắng, du lịch sinh thái tiêu biểu của cả nước trong quần thể du lịch cấp quốc gia và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 26 tháng 5 năm 2009 với tổng diện tích 371.506 ha. Đất mũi Cà Mau được nhắc đến như một vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam và trong đời ai cũng ước một lần được đến nơi đây. Thì Thanh Nhã và Thanh Hồng đã để xe bên ngoài cách đây khoảng chừng 100m và loại bộ vào cái con đường này. Đây là hướng chúng ta sẽ đi đến mốc tọa độ quốc gia GPS 001. Ở đây thì em thấy rất là nhiều các bạn trẻ check in tại nơi đây. Đúng rồi. Đây giống như là một cái điểm khi mà đến được là rất là đặc biệt, là mọi người đều có muốn một lần check in tại tọa độ nơi cực nam của tổ quốc. Mấy Việt Nam mình thì chỉ có 4 cực dùng cực thôi, mà đây là một trong những mũi mà xa nhất của tổ quốc mình rồi. Sau bao nhiêu ngày chỉ được nhìn thấy check-in, người khác check-in ở đây thì bây giờ chính em cũng đã được cảm nhận cái cảm giác của tại nơi đây để check-in với Cà Mau cực nam của tổ quốc thật là đã. Dạ, anh cũng vậy thôi. Tôi đã chính thức được check-in tại nơi đây. Các bạn có để ý không, đó là ở phía một bên chúng ta có một hiện tượng hình con thuyền đang hướng thẳng ra biển. Đây cũng là một trong những cái biểu tượng của thể Cà Mau. Bởi chúng ta có thế mạnh về biển. Đúng rồi, biển thì có rất là nhiều tiền đúng không anh? Dạ. Và em cũng hy vọng là năm mới thì mọi điều sẽ là thuận buồm xuôi gió. Ở đây có rất là nhiều du khách có thể đến tham quan du lịch và chụp ảnh tại nơi đây. Rất là nhiều của Cà Mau. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua đây để xem mặt trời lặn. Khu vực này á, theo anh cảm giác thật sự là nó làm cho anh cảm giác nó rất là thoải mái. Nếu mà so với vùng biển hồi nãy ở bên khu Khai Long thì thật ra ở đây anh cảm thấy thích thú hơn. Em có cảm giác như vậy không? Bởi vì bên đây có mặt đầm rất là yên bình. Đúng rồi, nó hòa mình vào thiên nhiên. Đúng rồi. Là lúc nãy nó giống như cái hồ Bán Nguyệt, em nhìn thấy không? Giống như một cái hồ Bán Nguyệt gì đó, rất là đẹp. Còn bên đây lại là một cái mặt nước là của biển. Chúng ta đang đi giữa một cái con đường ngắn cách bởi hai bên, một bên rất là yên tĩnh, một bên rất là sống động. Nó mang lại cảm giác dung hòa đúng không? Đúng rồi, nó là cảm giác dung hòa đó. Đó. Quá phê. Hôm nay chân tôi cảm giác như mới nhúc. Đâu mình đi. Bằng ít thì nó nhảy ra xa quá. Quá mỏi. Quá mỏi các bạn ơi. Chị có nghĩa là khi mình muốn bắt cho mọi người ăn thì mình bắt trong một ngày nghĩa là sáng nay tối nay người ta thôi. Coi như là đồ là chiến lược tươi thôi, không thể nào để qua nữa. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạng và phong phú, không chỉ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế mà còn tạo ra môi trường sinh thái trong lành, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái. Đây còn là môi trường lý tưởng cho các loài động vật thủy sinh phát triển, làm cho biển sinh sôi. Điều đó phần nào thể hiện sự hào phóng mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển cực nam này. Ở đất mũi Cà Mau là sự kết hợp hài hòa giữa rừng và biển, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, phong phú, là xứ sở của những đặc sản, trong đó có tôm. Con cua của biển Cà Mau là một thương hiệu được nhiều người biết đến. Ngày nay, đất mũi đã thu hút rất nhiều lượng khách đến tham quan, du lịch. Có nhiều hộ gia đình mở ra dịch vụ du lịch cộng đồng để du khách có thể lưu trú, cùng ăn, nghỉ với gia đình, tìm hiểu thêm đời sống của cư dân đất mũi.
Phiển này là cái địa danh của một vị anh hùng khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1945, đánh Tây giải phóng được Hòn Khoai, bắt sống cái tướng phụ trách lãnh đạo của Hòn Khoai. Một cái số nhóm của người Pháp á, giữ cái đảo Hòn Khoai này á, mấy ông mới bố trí xuồng ra ngoài rồi đánh bất ngờ á, để thu được á, là tiêu diệt hết trơn, bắt sống được cái ông là phụ trách ở đảo. Cho nên là có cái bài ca của bài ca Trọng Nguyễn mà nói về quê anh quê em. Cho nên là có đoạn như thế này. Anh xin kể đây chuyện quê hương anh đánh tàu binh Mỹ bằng xuồng câu và ghé biển. Giữa sóng gió mênh mông với tấm lòng yêu nhà thương xóm. Con số mấy trăm anh không mà nhớ kỳ càng. Chỉ biết đánh để trả thù cho rừng, cho biển, cho xóm làng, cho mẹ và em. Vì thế nên ghé biển ra khơi, thành công sự mỗi nhịp sóng ra khơi. Bình dị như búa lưới giăng câu, mỗi chuyến công phải đổi bằng xương máu. Kìa lời mẹ gọi mình mong tình chiến thắng bài về. Từng cụm khoai giọt lên giữa biển chiều đẹp quá như những cây nấm mai trồng trên biển quê anh. Chiếc tàu binh Mỹ cùng mấy mươi tên giặc chìm xuống đáy sông khi mặt nước mênh mông xuôi dài. Biển quê anh mới nghe thầm gọi qua sức hút diệu kỳ làm ngây ngất lòng em. Vùng đất mũi xưa nay còn nổi tiếng với nhiều mũi mòng, đĩa vắt và cọp, cá sấu. Do điều kiện thiên nhiên hoang sơ, khắc nghiệt và môi trường sông nước mênh mông, con người nơi đây luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Từ đó hình thành tính cách con người đất mũi rất rộng rãi, chân thành và tình cảm. Thương anh em chẳng đòi vàng đòi bạc mà chỉ đòi anh kể chuyện quê mình. Yêu em anh có chọn lựa gì, miệng em là du kích biên thùy anh yêu. Gái bãi núi mà yêu trai đất mũi, xứng vợ xứng chồng có phải không em? Mùa này mình có dùng lại nhiều lần không chú, hay là một lần dùng là cái này thì mình chỉ dùng trong ngày, rồi nó tới chiều là nó bị sình đây. Yeah. Nó bị ương rồi nó bã, nó không có ăn được nữa. Yeah. Mình mới thay cái màu khác. Mình đặt mình khoảng vài tiếng là mình phải dỡ rồi, dỡ để thu hoạch cua. Theo nhân dân địa phương nói đó, khu vực này thì độ mặn cao cho nên thịt cua rất là chắc. Chuyên nghiệp chưa? Đúng rồi. Anh thấy em có duyên với vùng đất ở đây. Được. Có nghĩa là để bữa nào giới thiệu. Có gì dùng đất quê hương đất mũi đi. Ở đây có nhiều anh chàng rất là lực lưỡng mà chịu khó làm ăn chắc phát chân tình lắm, người Cà Mau mà ha. Đó là chắc cần cù lao động. Anh ơi. Hey. Được một con cá gì mà bự dữ vậy? Con cá thò lòi đó. Thò lòi lần đầu tiên trong đời anh thấy nó bự dữ luôn. Con cá này nó rất là bự. Cái này thì khoảng chừng 250g đó. Con này không có nhỏ đâu. Bỏ vô nè. Rồi. Dạ. Yeah. Đầu tiên là chúng ta sẽ xiên qua những con thò lòi bằng cái que xiên như thế này. Rồi. Đây thì chúng ta cũng không cần phải là chế biến gì thêm cả. Đại món này rất là ngon, tươi sống luôn. Ơi anh Nhã ơi, sau một buổi sáng mình đi
chỉ được ăn mì gói không, thì cái món này là cái món chính xác lại mong đợi nhất trong ngày hôm nay. Tại vì ở quê em thì cái con cá hồi lòi nhỏ thì không ai quan tâm tới nó là gì, mà còn ở đây thì cái món này nghe nó là đặc sản, bắt bao nhiêu cũng không có đủ để mà ăn hết. Đúng rồi em. Bây giờ là thành phẩm rồi, không biết là cái con cá sai khủng này nó sẽ ngon như thế nào à. Nhưng mà em chưa có biết ăn, không biết là anh Nhã chỉ cho em đi. Anh thì thật ra là anh đây cũng là lần đầu tiên anh đến vùng này. Và anh cũng được con trai của bác Nhuần, tức là anh Đương đó, anh nướng cho anh ăn, rồi anh hướng dẫn anh ăn luôn. Thì cái món này ấy, mình có thể ăn không với rau. Đây có những cái món rau xung quanh em nhìn nè. Đây là những cái món rau đồng ở khu vực đây thôi. Thì hoặc là chúng ta có thể là ăn kèm với cơm cho một bữa ăn nó thịnh soạn hơn. Nó thịnh soạn thì thật ra nó nhân giả lắm. Một điều đặc biệt đó là anh theo anh nói luôn là ở đây á, là con cá này á, là hiện nay thì một ngày bắt được khoảng chừng vài trăm ký thôi mà cũng không có đủ cung đâu, bởi vì khách du lịch đến rất là đông và người ta rất thích cái món này. Món này hiện nay được gọi là đặc sản rồi. Bây giờ thì anh mời Hồng Hồng lựa con nào cũng được. Rồi bây giờ em lựa con trung bình đi. Rồi con này trung bình phải không? Rồi. Thì con cá này thật sự là mình có hai cách ăn, thì mình có thể ăn luôn cái vỏ bên ngoài. Món này là món cá thò lòi nướng muối ớt. Và tôi đang nướng miếng nè, nó ngon quá. Đặc biệt cái con này nó có trứng nữa anh Nhã ơi. Đúng rồi, có một số con có trứng và một số con thì chưa có trứng. Khi chúng ta ăn thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ như thế này, chúng ta bẻ đôi ra đi. Dạ. Anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta để vào dĩa nó sẽ dễ dàng hơn nào. Rồi đây, rồi đó em dễ thật, nó nghe dễ lắm, nó rất đơn giản. Và cái này em có thể ăn em qua thử một miếng xem như thế nào. Em thấy sao? Bên ngoài thì ướp muối, nó sẽ có rồi. Cái vị mặn không, nhưng mà nó vẫn thấm vào bên trong. Bên trong nó có vị ngọt của thịt. Thịt này thực sự em ăn em thấy rất là dai, nó không có bỡ. Chắc, thịt cá chắc. Rồi em mời anh Nhã ha. Rồi anh cảm ơn. Bây giờ em cảm nhận rồi, bây giờ tới anh Nhã cảm nhận thử. Đây, để anh dùng. Anh cũng sẽ học theo em, anh lấy một cái miếng rau nhỏ thôi. Để anh lấy một cái miếng rau nhỏ của việc này nha. Dạ. Rồi mình nên ăn kèm với rau hoặc là mình có thể ăn với cơm để làm cho một cái món ăn của mình thành một cái bữa cơm thịnh soạn, nó tăng vị lên. Ở nhà thì không được, đi xe là đau bụng. Nhà thấy sao? Nếu mà so với những con cá khác anh từng ăn á, thì con cá này nó không tanh. Cái đầu tiên á, Nhã rất là kỵ cá mà tanh. Món này không tanh. Không tanh, ở bùn nhưng mà nó không. Đúng có rồi, không nghe có cái mùi gì thôi cả. Mà đặc biệt là lúc nãy á, là chúng ta có câu và chúng ta bắt lên chúng ta rửa sơ thôi chứ không có chế biến gì cả. Món này thịt nó lại ngon, nếu mà so với cá lóc thì lại ngon hơn cả cá lóc. Đây là lần đầu tiên ăn một con cá mà nó ngon vậy. Nhã này không ngờ là một cái nơi mà xa xôi hẻo lánh như thế này, ở cái vùng đất mũi, là có cuộc sống nó khá là trù phú và nó dễ dàng như vậy. Cái nguồn lợi hải sản nó đem lại nó quá phong tốt phú, không có cần phải bỏ quá nhiều vốn để mình có thể khó cũng làm khó cuộc sống người dân, đúng không anh? Vậy nếu tính ra như vậy thì mình có hai vấn đề như thế này. Thứ nhất á, là cuộc sống người dân được may mắn là nhờ trời phú cho, thì mình cũng lao động nhưng mà trời phú cho mình để mình làm nó cũng cực. Ở đây với cái đồng lương bình thường thật sự là không thể tỉnh nào vượt qua được công việc này, mà đây là những cái món đồ ăn tươi ngon không có độc. Còn cái thứ hai là chúng ta quan tâm vấn đề này, đó là vấn đề về bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên môi trường. Song song với việc mà mình nuôi và bắt giữ hải sản thì thật ra là bác là ba của anh Đương, bác Nhường, thì bác cũng là một trong những nhân vật là khá có tiếng ở đây. Thì Nhã giới thiệu thêm một xíu về bác nữa, đó là bác được tỉnh ủy là xem như là thường xuyên đưa bác đi tập huấn về cái công tác là thứ nhất là du lịch sinh thái, cái thứ hai nữa là công tác là nuôi trồng và bảo vệ rừng. Bởi vì ở đây á, có rất nhiều hộ người ta nuôi trồng nhưng mà người ta có biết cái cách cân bằng giữa môi trường sinh thái và cái vấn đề kinh tế. Thì bác về đây thì bác phổ biến lại cho mọi người cái vấn đề đó, coi như là bác là một cái đại sứ thương hiệu ở cái vùng là biển này. Và hai thứ vấn đề mà bác có chia sẻ với Nhã đó là làm sao làm du lịch cho nó bền vững và làm sao á mà mình có thể mình cân bằng được những cái yếu tố của con người và môi trường. Bởi vì nếu mà môi trường ảnh hưởng thì con người cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bãi bồi thì là lấn biển hàng năm là trên 100 mét, có cái bộ rễ là cây mắm, là có bộ rễ nó bám đầu tiên.
rồi từ từ đó cây mắm hình thành nó mọc lên khoảng là 2-3 mét thì trái nước nó trôi dạt vô đó, nó bám lên là nó lên sau. Như vậy là người ta gọi là cây mắm đi trước, cây nước theo sau. Chỗ bãi bồi thì nó có sò, sò, cua, tôm, dọp, ốc len, ba khía, phong phú cái nguồn lợi thực phẩm thì nói chung thì phong phú. Bà con cũng đến đây rất nhiều, cũng rất thích để chiêm ngưỡng cái mảnh đất cuối cùng của cực Nam Tổ quốc. Ông và Thanh Nhã sẽ chào tạm biệt cũng như là sinh thái cộng đồng ở đất mũi để tiếp tục cuộc hành trình khám phá những miền đất mới ở Cà Mau. Và sau một ngày trải nghiệm nơi đây thì được ăn, được ngủ nơi đây, được thưởng thức những món rất là ngon, được ngủ xung quanh là sông nước đúng không anh, rất là mát mẻ. Thì cảm giác của anh như thế nào? Anh đang còn để cái hồn đây, anh đang đi tìm, anh đang xem cái hồn anh đang khu vực nào. Thật sự là anh đến đây anh cảm thấy rất là quyến luyến, hầu như là không có muốn rời. Tại vì nếu mà nó gần thành phố thì sự là anh nghĩ là mỗi nhà phải đến đây ở đó. Nó quá sướng đi, quá mát mẻ, ăn uống thì ngon, con người thì tốt, thiên nhiên thì ưu đãi. Khi đến đây, ngoài được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, màu xanh bạc ngàn của rừng đước, màu xanh thẳm của biển mênh mông, chúng tôi còn được thưởng thức những đặc sản tươi ngon, còn mặn mùi phù sa. Đến đất mũi, không chỉ để chu du ngắm cảnh, mà còn là mong ước của rất nhiều người được một lần đến nơi cuối trời tổ quốc. Mũi Cà Mau với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, sản vật phong phú, người dân chân thành mến khách, đang mở rộng vòng tay chào đón những con người phương xa về thăm mảnh đất biểu tượng thiêng liêng của giới hạn đất liền phương Nam Tổ quốc. Xin chào các bạn, hiện tại thì anh Nhã và Thanh Hồng đang chuẩn bị rời vùng đất mũi để chúng ta hướng về phía vùng U Minh. Và còn đồng viên chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những khung cảnh tuyệt đẹp ở khu vực của mình. Bye bye.